chào đón xin gì của toàn thể quý vị khán khách quý thính giả trong buổi lễ thành hôn mừng trăm ngày phúc của chú rể Cao Hà và cô dâu Mai Hương trong buổi trưa ngày hôm nay. Nơi đầu tiên cho phép chim quý xin được thay mặt hai vị gia đình cũng như đôi đời chú dâu và chú rể cũng xin gửi tới toàn thể quý vị khán khách quý lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và một lời chào trân trọng nhất. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị khán khách mến, và như vậy giờ đây đã đến chuông vàng đến điểm, xin được chân thành mời toàn thể chị chúng ta sẽ cùng hướng nhìn về phía cánh cổng hoa và cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự diện của đôi tân đăng tân gia nhân đẹp nhất trong buổi chiều hôm nay. Sự diện của chú rể Cao Hà cùng cô dâu Mai Hương sẽ cùng tay sau đây trở lên chung đơn khấu để cùng ra mắt toàn thể quý vị và khách quý trong buổi chiều ngày hôm nay. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời. Chúng ta sẽ cùng hướng nhìn về phía trung tâm khấu để buổi lễ thành hôn mừng trăm ngày phúc của đôi trẻ sẽ chính thức được bắt đầu ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị và khách mến, và đang hiện diện ngay trên trung tâm sân khấu khán đài hạnh phúc của chúng ta đây, đó là tân đăng thần gia nhân cũng như thần sinh phù máu hai bên gia đình. Và ngay giờ phút này đây cũng xin được cúi chào tới toàn thể hồi hôn thay cho lời cảm ơn chân thành nhất ạ. Dạ vâng, một lời chào xin mời. Và toàn thể chị ơi, chúng ta sẽ cùng đổ lên một tràng tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc được không chị ơi? Dạ vâng, chưa có những tràng tay hết sức tuyệt vời toàn thể chị rất nhiều ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị còn khách mến, và quả thật đúng là tình yêu luôn là một câu chuyện dài với nhiều diễn tiến đầy cảm xúc, với một màu sắc khác nhau, song vẫn có một điểm chung là khi bước vào tình yêu, khi đôi trái tim cùng hòa chung một nhịp, đôi bạn trẻ nguyện gắn kết với nhau trong một mái ấm gia đình, nguyện như chim liền cánh, như cây liền cành, với đôi trẻ to trong buổi trưa ngày hôm nay cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Yêu nhau chẳng còn xa gần, cầu không tay vịn cũng lần mà sang, với yêu nhau chẳng còn lầm than, mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua. Yêu nhau chẳng còn đường xa, đá vàng cũng quét phong ba, anh cũng liều. Yêu vượt yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi con người, là món quà quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Để giờ phút này đây, đôi bạn trẻ ta nguyện chung sức, chung lòng, chung chăn, chung gối, chung phong, chung màn, chung một lời thừa thiên thần, chung một hạnh phúc với một đàn cơ sinh. Cảm ơn kính thưa toàn thể quý vị còn khách mến. Sau một thời gian dài, chú rể Cao Hà quen biết và thân hiểu cô dâu Mai Hương với sự vun vén của hai bên gia đình, cũng như được sự cho phép của đảng ủy chính quyền địa phương. Để giờ phút này đây, cho phép với chương trình xin được trân trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn mừng trăm ngày phúc của chú rể Cao Hà và cô dâu Mai Hương chính thức được bắt đầu. Quý vị, chúng ta sẽ cùng đổ lên và chào mừng để chúc hạnh phúc được không ạ? Kính thưa toàn thể quý vị còn khách mến, những tràng pháo điện đẹp đẽ rực rỡ cũng đã nổi lên rồi, minh chứng cho một tình yêu cao sang, một tình yêu đẹp đẽ mà chúng ta đã tìm được bến bờ hạnh phúc vĩnh cửu của riêng mình. Xin lỗi khỏi sợ chiếc tinh này hết qua mẹ phi đồng hoàng sương cờ ngáp trở của làng sắc bón sóng phái sư hơn ta phú ta già tăng tà tăng nai cờ cò há diệt kín tó bản tó cuống hưng lại pì nghĩ lại khẩu có há về lìn bớt chậm nhằm nằm bớt hún ơ há buồn lúc nà buồn tà lướm buồn phà lướm buồn luông chắc xịt phền hết đó luôn nổi ỏi hạc bất banh chắc lại xịt vườn tàu cầu vườn thêm xịt vườn cháo kín khẩu cầu vườn cháo kín nôm chắc đặt bò chàng liềng chàng sùng mẹ chàng trùng chàng nhớ nhớ phiêng lung súng phiêng phả mả phiêng bò phiêng mè hủ chay từ xếp sàm chân hủ tắp phí
thừa xếp xí trắng hủ tắt hừn lẩy hừn tông sao xí tắt pí lẩy pí nồi ỏi lẹp sát sòng bọn đòn trắng pháo phải hay tần à bọn đòn trắng pháo phải na điệp đầm trắng sửa phạt hùa lốc ta sửa phạt bá lốc lầy chất phải lù men kén quam đủ phần nhĩnh hốc cơ bà mỡ chớ đần sông sài tà lẽ hình số nên chứng kiều ơ sắc mini cơ bà mỡ xếp bón phú bón già bón tà bón nay coi nhắc kiếp phát khả nó kiếp phát kiếp hòm mà dệt thịt dệt không ở sòng lưu làn hốc bền phù bền miết cần cuộc kính ngay mini cơ bà mỡ xin cứ dáng lẩy lòng cáo lòng mới hóm tích lại ép bò mẹ bị lòng bản tử nát nửa mắt tủng panh bón sòn xếp bón lưu làn hốc cơ bà mỡ lưu làn kế sàng ngả phú già tà nay tính phải sòng hơn cứ thích sò thằng quá mải em hơn sào sò chưa mở tích lại ép bò mẹ bị lòng của mũ lẩu phát khảo hâu phở cào khăn xiềng sờ mời sờ xương nhạt bò mẹ tích cào tích xíp tích xíp tích sao lên đó. Xin vâng kính thưa toàn thể quý vị và các thính và trong ngày vui ngày phúc như ngày hôm nay đây thì chú rể Cao Hà cùng với dòng hương đã khoác lên mình những bộ trang phục đẹp nhất để viết tiếp câu chuyện tình yêu cũng như bước tiếp khát khao đi đến bến bờ hạnh phúc vĩnh cửu của riêng mình. Và trong ngày vui ngày phúc như ngày hôm nay đây thì người gì người chú những người anh người chị cũng sẽ có những món quà cao quý nhất tuyệt vời nhất để dành tặng cho cô dâu và chú rể chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Dạ vâng, và ngay giờ phút ở đây trước sự chứng kiến đông đảo của toàn thể quý vị và khách quý thân mật trong buổi tiệc ngày hôm nay cũng xin được trân trọng giới thiệu trở lên chung sân khấu gia đình dì Kim Ngân, gia đình chú Sa Dấn, gia đình chú Nhâm Phương, gia đình anh Việt Nhất, gia đình bác Phương Quấn, gia đình bác Trường Xuyên cùng em Khánh Huyền cũng sẽ trở lên chung sân khấu để có những món quà cao quý nhất tuyệt vời nhất để dành tặng cho cô dâu và chú rể ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời gia đình ạ. Vâng, và ngay sau đây là gia đình ta chúng ta tặng kỷ niệm tuyệt vời nhất trong buổi chiều hôm nay. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, cũng xin được thay mặt chú rể Cao Hà cùng cô dâu Mai Hương cũng xin được cảm ơn những món quà đến từ gia đình bác Tuấn Ngoan, gia đình chú Tiếp Ngọc, gia đình anh chị Hợp Vân cùng Mai Xuân cũng đã trao cho cô dâu chú rể những món quà hết sức nghĩa tuyệt vời nhất ở trên nhà rồi ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị còn khách mến, và quả thật đúng là người mẹ luôn luôn thật hảo một nắng hai sương, không quản ngại gian nan vất vả đôi con khôn lớn trưởng thành. Bây giờ ngày hôm nay đây, chú rể Cao Hà cũng đã thực sự trưởng thành và cũng đã tìm được cho mình một nửa hạnh phúc của cuộc đời, đó chính là cô dâu Mai Hương đo trong buổi trưa ngày hôm nay. Và cô dâu và chú rể cũng xin được cảm ơn những món quà hết sức nhé tuyệt vời nhất mà đại gia đình ta đã dành tặng cho chú rể Cao Hà cùng cô dâu Mai Hương trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin ra vào khỏi sầu chiếc thế lại ép của mẹ phi đồng hoàng sương con chiếc lăng thế lại cái xếp bao màu của anh thành sông vô lãng phà mo cầu ấy liền sắc mất kiều năm bó của anh đồ cho mà sầm đồ hảo khăn diệt kín phát tay mà gần sò mây tinh lại ép của mẹ phi đồng tốt bước sầu muôn ở tinh ngân đau chiếc này ép của mẹ phi đồng ơi. Vâng, xin được chia sẻ những tràng vỗ tay hết sức tuyệt vời của toàn thể quý vị khán khách quý rất nhiều ạ. Vâng, và ngay giờ phút ở đây cũng xin được chân thành về chú rể Cao Hà cùng cô dâu Mai Hương chúng ta sẽ cùng tay trên tay tiến đến tháp ly tình yêu để khui tiệc sâm phanh cứ như để sót tràn tháp ly rượu. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể ạ. Chúng ta sẽ cùng tay trong tay để rót tràn tháp ly tình yêu. Dạ vâng, xin được trân trọng để quý vị và các thính giả quả thật đúng là rượu hồng kết nghĩa phu thê, tình trao đồng thắm xiết về với nhau và cùng chung bước đến mai sau thủy chung son sắt chờ đợi mãi không phai. Chân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng vui bật nắp chai sâm banh thứ hai đi ạ. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, hỡi những thiên thần tình yêu, hãy về đây minh chứng trước ngày trưởng đại của cặp đôi đương để cùng nhau ban cho cặp đôi đương một phép nhập vào có thật trên cõi đời này. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị và khách mến, và quả thật đúng là công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước người người biển đông. Giờ đây nên vợ thành chồng thì không thể quên được công ơn của người thầy. Chúc tất cả quý vị cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng tay trong tay để rót ra những ly rượu đặt ở trên bàn để dâng lên những bậc làm cha làm mẹ để tỏ lòng biết ơn cũng như công sinh thành dưỡng dục nuôi nấng ta đây người. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể ạ. Vâng, và ngay giờ phút này trước đặt về chú rể Cao Hà sẽ đặt những rượu cho bố mẹ vợ, còn cô dâu Mai Hương sẽ đặt những ly rượu cho bố mẹ chồng. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể.
diễn chân thành với cô dâu và chú rể, chúng ta sẽ cùng chuẩn bị cho mình lưỡi dinh hiệu và trở về vị trí chính giữa. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, và ngay giờ phút này, chân thành với cô dâu và chú rể cùng toàn thể phái đoàn thêm gia đình, chúng ta sẽ cùng xung vầy để cùng chạm ly để thắt chặt tình thông gia. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời gia đình ạ. Vâng, và ngay sau khi đại gia đình đã chạm ly xong, chúng ta sẽ cùng trở về vị trí ạ. Dạ vâng, và ngay giờ phút ở đây, em xin quý cũng xin được làm phiền tới toàn thể quý vị và khách quý thân quan trong buổi tiệc ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng chuẩn bị cho bọn mình những chén rượu thật đông đầy tình cảm. Để lát nữa, chúng ta sẽ cùng chạm chén để cùng xô vang, để cùng chúc mừng được ông chị ơi. Chúng ta sẽ cùng xô 1, 2, 3, xô. 2, 3, xô, và bà chúc mừng ngày phúc được ông chị ơi. Chứ là lúc là xô chưa mới, tức là ép bà mẹ bị đồng. Bao cần khái lẩu sớ chén, bao cần ẩu lẩu phê phong. Cho mọi người phụ biết nó mà mình đi lại bắt phí của mình chứ này à, phòng em phí nào ơi. Dạ vâng, chính là cái bài toàn để chi, chúng ta sẽ cùng chuẩn bị cho mình những ly rượu để cùng xô vang, để cùng chúc mừng ạ. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời. Trân trọng cái bài toàn để chi, chúng ta sẽ rót 100% là rượu nhé quý chị nhá. Rót thật đầy, rót thật to được quý chị ơi. Gia đình, chúng ta nâng thật cao chiếc ly của mình lên và hướng tới toàn thể quý vị quan khách, quý vị thân quan trong buổi tiệc ngày hôm nay ạ. Nào toàn để chi ơi, cả nhà đi nghe bố, ai bố, ai bố, chúc mừng hạnh phúc, dạ vâng, xin được trân trọng kính chào nhé. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị và khách mời, mặc dù cho từ những xe đánh cũng đã trở về với thân vòng thân thương của chúng ta, nhưng còn những tình cảm đồng hồn của toàn thể quý vị và khách khách kỳ cũng đã hồi tụ trở về đây để cùng hòa chung niềm vui, để chúc hạnh phúc chồng dâu chú rể ta trong buổi chiều hôm nay. Một lần nữa mạnh quý cũng xin phép được thay mặt gia đình cũng xin gửi tới toàn thể quý vị và khách khách quý lời kính chúc sức khỏe an khang thịnh vượng, luôn luôn ngập tràn niềm vui và thành đạt trong cuộc sống. Trên đó tu là kết sản nào cũng ra tận đây thích thái sầu hương cho chốt mở tích lại hết phòng mẹ bị động cùng muốn lẩu phát khảo hâu cho chốt mở phù diện về bản tướng chiều bàn phù diện cảm ơn tướng chiều hưu phù tánh phải ca tướng màn phòng phù du đồng du na mỹ phà tổ màu quý mỹ phà phù chiều bàn quý mỹ làn phiên hưu thân tích lại ao à ý ai ca mả hai bàn du lì kìm bàn du lì sân lưu hiển du xiềng khách tà bên dết sang cái này tay lắc phải sợ món từ đây đó phòng mẹ tính cầu tính xím tính xím tính sao lên đó. Dạ vâng, và cuối cùng cũng xin được kính chúc tới chú rể Cao Hà cùng cô dâu Minh Hương trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúc trăm năm tình viên mãn và cầu nghĩa phu thê. Và ngay giờ phút ở đây cũng xin được chúc mừng cô dâu và chú rể của toàn thể phái đoàn hai bên gia đình. Chúng ta sẽ cùng trở lại từng phước giao, từng bàn thiện, từng lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới sự diện của toàn thể quý vị và khách quý đặc biệt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời.